Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Hoài Tu Bi. Các bạn thân mến, trong quá trình nuôi con thì rất là nhiều mẹ phải rơi vào cái tình cảnh đó là con bị khóc đêm. Và thường được nghe thấy rằng đó là tình trạng khóc dạ đề. Vậy thì làm sao để các bạn có thể biết được rằng con của bạn có phải là đang khóc dạ đề hay không? Và cách điều trị như thế nào thì hãy cùng mình đi tìm hiểu ngay trong video clip sau đây nhé. Các bạn thân mến, hiện tượng quấy khóc của trẻ sơ sinh xuất hiện vào buổi chiều hay là buổi tối cũng như là vào ban đêm của trẻ từ 2 tới 3 tuần tuổi và thậm chí là có những bé tới tận 3 tháng tuổi vẫn cứ cái hiện tượng khóc đêm như thế. Và rồi các bạn lo lắng đưa con đi khám ở các bệnh viện đúng không nào, cho con uống tương đối rất là nhiều các loại thuốc, các phương pháp nhưng con vẫn khóc đêm như bình thường. Thì đây là một hiện tượng mà các nhà khoa học đã khẳng định là hiện tượng khóc dạ đề. Vậy thì nguyên nhân của cái khóc dạ đề này là gì? Thực ra thì các nhà khoa học vẫn chưa có thể tìm ra một cái nguyên nhân nào phù hợp để có thể giải thích cho cái hiện tượng khóc dạ đề ở trẻ sơ sinh. Và chung quy lại thì có những cái nguyên nhân chung chung kiểu như thứ nhất là do trong quá trình mang thai, người mẹ lúc nào cũng rơi vào cái tình trạng lo âu, căng thẳng thì con sinh ra cũng bị ảnh hưởng phần nào bởi những cái tâm trạng như thế. Nguyên nhân thứ hai là do cái việc mà con trẻ sơ sinh mới sinh ra cho nên cái việc thích ứng với cái chất protein có trong sữa mẹ, cho nên nó ảnh hưởng ít nhiều tới hệ tiêu hóa của con, cho nên khi về đêm bé rơi vào tình trạng đầy hơi, quặn tắt hệ tiêu hóa cho nên dẫn tới cái việc bé khóc đêm. Và các bạn thân mến, cái hiện tượng khóc dạ đề này thường khá là phổ biến, cứ khoảng 10 trẻ thì sẽ có khoảng 2 trẻ có cái hiện tượng khóc đêm này. Và các bạn thân mến, cái hiện tượng khóc dạ đề này thì thường sẽ kết thúc khi mà trẻ hơn 6 tháng tuổi, khi mà nhu động ruột, khi mà hệ tiêu hóa của bé đã hoàn chỉnh rồi thì sẽ không còn cái hiện tượng khóc đêm nữa. Và các bạn có thể nhận thấy là cái hiện tượng con khóc là sẽ kéo dài từ 5 tới 10 phút và thậm chí là có bé khóc cả nửa tiếng đồng hồ về đêm. Chính vì thế không ít các bố mẹ khá là sốt ruột và lo lắng để tìm ra các phương pháp làm sao để cho con của mình hết cái tình trạng này chứ không đợi đến con đến hơn 6 tháng tuổi. Vậy thì ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn một vài phương pháp trong cái việc giúp con hết khóc dạ đề các bạn nhé. Các bạn thân mến, khóc dạ đề không phải là một bệnh lý và cũng không có một cái phương pháp cụ thể nào để có thể khắc chế được cái hiện tượng khóc dạ đề ở con. Cho nên các bạn phải thực sự kiên nhẫn trong việc thử nghiệm các biện pháp đối với con các bạn nhé. Nguyên nhân căn bản của cái việc con khóc dạ đề là con có những vấn đề ở trong tiêu hóa. Cho nên cái việc mà bạn cho con ăn như thế nào cũng rất là quan trọng để tránh bé. Đầu tiên này, các bạn hãy chắc chắn rằng trước khi con đi ngủ là con đã được bú no, không nên quá no cũng nên không nên để bé bị đói. Và bú làm sao để bé không đẩy quá nhiều hơi vào trong bụng. Và khi mà cho con bú xong thì các bạn nên cho con bế con theo cái hướng thẳng đứng để cái hệ tiêu hóa của con nó có thể hoạt động một cách tốt hơn. Điểm thứ hai là các mẹ hãy giữ cho con một cái thời gian biểu sinh hoạt hợp lý, ăn, ngủ, nghỉ đúng giờ. Và cái không gian ngủ, môi trường ngủ của bé nên hạn chế tối đa tiếng ồn để bé có thể ngủ ngon hơn, không bị thức giấc giữa chừng. Cách thứ hai mà mình muốn chỉ ra cho các bạn, đây là một phương pháp dân gian. Các bạn có thể sử dụng các loại hạt thảo mộc để có thể chườm lên bụng của con để nó tốt cho cái hệ tiêu hóa của con. Và ở đây cụ thể mình sẽ chỉ cho các bạn một loại thảo mộc mà ở Việt Nam rất nhiều, luôn có sẵn và các mẹ hoàn toàn có thể tìm thấy được. Đó chính là hạt thì là. Hạt thì là này rất tốt cho hệ tiêu hóa. Chính vì vậy này, có hai cách để các bạn thực hiện. Đầu tiên là các bạn hãy sao ấm cái hạt thì là lên, cho bọc vào trong một cái túi vải. Và tối khi mà con ăn xong thì các bạn hãy dùng cái túi này để massage quanh cái vùng bụng của con. Và các bạn lưu ý là cái nhiệt độ các bạn phải thử qua cổ tay nhé, không là làm bé của bạn bị bỏng đấy. Và cách thứ hai là các mẹ có thể pha cái nước hạt thì là này và các mẹ uống thì nó sẽ, cái chất ở trong hạt thì là nó sẽ đi vào trong sữa mẹ và đi vào trong hệ tiêu hóa của con để có thể cải thiện phần nào cái tiêu hóa của con, sẽ giảm bớt cái tình trạng khó chịu con đi. Các bạn thân mến, hy vọng rằng với những gì mà mình chia sẻ ở trong video clip này thì bạn đã có cho mình một cái phương pháp để khắc chế cái tình trạng con khóc dạ đề một cách hiệu quả nhất. Chúc các bạn áp dụng các phương pháp thành công. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau.